trực của các cụ ngày xưa. Thế và cái này thì là được cha ông ta là lựa chọn cái thế đầu tiên là giáng trực. Đấy, cho nên cái bài thơ của tôi viết tức là chỉ có trực siêu hoành huyền mà biến hóa thành muôn dáng muôn hình vừa tinh vừa lạ như bảy sắc cầu vồng qua người họa thành tranh. Thì cái dáng trực được các cụ là chọn tức là gì? Con người là phải sống ngay thẳng trung trực và đứng hiên ngang giữa trời đất, không có sợ gì và vững chãi như thầy. Đấy, cái quan trọng là như thế. Thầy ra kênh Ai Vàng thì ạ.